Thưa quý vị, cuộc sống xô bồ tấp nập khiến con người ta dần muốn quay về cảm giác yên tĩnh và trong lành, nhưng vẫn phải đảm bảo cuộc sống ấy đầy đủ và tiện nghi. Với những người yêu thích cuộc sống thoáng đãng thì việc đưa thiên nhiên vào trong ngôi nhà là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng, mang tới cảm giác thư thái. Nếu như quý vị đang sở hữu cho mình một thửa đất lớn, muốn sống hòa mình với thiên nhiên, bên cạnh đó thì chi phí thi công lại không quá đắt đỏ, thì ngay bây giờ hãy cùng theo chân tôi tham quan ngôi nhà này. Và sau đây tôi sẽ đi vào gặp gia chủ để nghe ý kiến và cảm xúc của chú về công trình này. Kisato đã thực hiện cho gia đình chú Phạm Văn Đồng có địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Và hiện tại tôi đang đứng cạnh chú Đồng. Cháu chào chú ạ. Ừ, chào cháu. Dạ vâng. Dạ chú có thể cho cháu hỏi là thời gian thi công công trình này của nhà mình mất bao lâu được không ạ? Công trình này là chú hết hơn 3 tháng. À, dạ vậy cháu thấy cũng khá là nhanh đúng không ạ? Đúng rồi. Đến bây giờ thì công trình này cũng đã gần hoàn thiện rồi. Vậy thì chú cho cháu hỏi là gia đình mình đã đến bây giờ đã mất chi phí khoảng bao nhiêu cho công trình nhà mình ạ? Chi phí đến tầm này thì rơi vào cửa 900 triệu. Dạ, vậy thì không biết là bây giờ khi mà công trình đã gần hoàn thiện, đẹp đẽ và khang trang thế này rồi thì không biết là cảm xúc của chú và từng thành viên trong gia đình của mình như thế nào ạ? Nói chung là xây được căn nhà này thì gia đình thấy là cũng đẹp. Và ở thế nó cũng hợp lý, các phòng khang trang, thế này nó có cái độ nét. Chú có hài lòng với công trình này không ạ? Rất hài lòng ạ. Dạ vâng. Vậy thì không biết là nhà mình thì cũng sở hữu một thửa đất rất là lớn và công trình nhà mình thì cũng rất là nổi bật. Vậy thì không biết là cả ý kiến của hàng xóm về gia đình mình thế nào ạ? Hàng xóm thì anh em thì xung quanh xóm thì đến thì ai cũng khen đẹp. Vâng, có thể thấy là công trình này chú rất là ưng ý đúng không ạ? Ưng ý. Dạ vâng. Vậy cho cháu hỏi một chút nữa là không biết cơ duyên nào đã khiến cho chú lựa chọn Kisato là công ty thiết kế và thi công cho công trình nhà mình ạ? Công ty rất là uy tín và hài lòng, những đội ngũ thanh niên làm nhanh nhẹn và tháo phát dạ vâng. Tốt đẹp. Dạ vâng. Cháu rất cảm ơn chú đã tin tưởng và lựa chọn công ty của chúng cháu để hoàn thiện tổ ấm nhà mình ạ. Mong rằng trong tương lai thì biết đâu chúng ta lại có cơ hội hợp tác. Chú có thể giới thiệu công ty của chúng cháu cho bạn bè, anh em, họ hàng của chú được không ạ? Được. Dạ vâng. Nếu mà ai có nhu cầu thì đến thì tôi sẽ chỉ. Dạ vâng. Cháu rất cảm ơn những chia sẻ của chú ạ. Vậy thì bây giờ cho cháu xin phép cùng với đội ngũ quay phim của bên công ty chúng cháu vào nhà mình ghi hình để cho khán giả có cái nhìn rõ hơn về thiết kế này được không ạ? Nhất trí thôi. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Nhìn từ xa thì chúng ta đã có thể thấy rằng công trình này vô cùng nổi bật với những bức tường trắng được bao quanh hai bên tường. Hơn nữa thì hai bên, mỗi bên đều được bố trí một bồn hoa vô cùng xinh đẹp, mang lại cảm giác tươi mới và tô chút sắc điểm cho ngôi nhà. Mẫu nhà này là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mang một chút phong cách của phương Tây, mang tới một luồng gió mới cho công trình kiến trúc nhà ở hiện nay đang rất được người dân Việt Nam ta săn đón, trong đó có gia đình của chú Đồng. Hệ mái Nhật góp phần không nhỏ vào việc quyết định tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, nhưng hiện tại thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chúng tôi sẽ thi công xong nhanh sớm thôi. Một thời gian nữa, quý vị sẽ được thấy công trình hoàn hảo của ngôi nhà này. Ngoại thất thì sử dụng gam màu chủ đạo là gam màu trắng, pha với một chút xám ở khung cửa sổ, bậc và cột nhà, tạo nên điểm nhấn cho ngôi nhà và cũng tạo ra cho ngôi nhà một tổng thể hoàn hảo và trang nhã hơn. Chạy quanh toàn bộ khuôn viên đã được gia đình chú Đồng ốp gạch thẻ. Ở bồn hoa này, ốp gạch thẻ thì sẽ có tác dụng là tránh rêu mốc cho bồn hoa. Và chúng ta có thể thấy là khu vực khoảng sân rất là rộng,
nối liền ra với sân sau của gia đình chú Đồng. Các bức tường xám này được bố trí gạch thẻ tạo nên điểm nhấn cho ngôi nhà này. Và bây giờ chúng ta cùng tiến vào khu vực sảnh chính ạ. Khu vực sảnh chính này chúng ta có thể thấy rằng các kiến trúc sư đã thiết kế bậc ngũ cấp được lát đá vân. Ở giữa là đá đỏ tượng trưng như là một chiếc thảm đỏ khi bước lên vậy ạ. Còn ở hai bên là được ốp đá màu đen. Các cột trụ này cũng được bố trí rất là vững chãi và khỏe khoắn. Việc ốp đá và cột trụ sẽ tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, lại vừa là một điểm nhấn sáng giá cho khu vực tiếp khách. Bây giờ hãy cùng tôi tiến vào bên trong phòng khách ạ. Cửa chính của phòng khách được thiết kế hệ cửa kính trong suốt, vừa có thể thuận tiện cho việc nhìn ra sinh hoạt ở bên ngoài, lại vừa có thể chống ồn này, chống bụi bẩn hắt vào bên trong ngôi nhà. Bước vào là không gian phòng khách có diện tích rộng 30,85m², được gia chủ đặt vừa vặn một bộ bàn ghế để tiếp khách, một kệ tủ tivi đối diện. Kệ tủ tivi và bộ bàn ghế có tông màu đồng bộ với nhau, tạo nên sự hài hòa cho tổng thể ngôi nhà. Phía bên trên là hệ trần thạch cao giật cấp được sơn chỉ vàng với hệ thống đèn chạy xung quanh, tạo nên sự ấm cúng và trang nhã cho tổng thể ngôi nhà. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và ngủ nghỉ cho gia đình của chú Đồng, chúng tôi đã thiết kế 4 phòng ngủ. Từ phòng khách đi sâu vào bên trong là phòng ngủ của mẹ chú Đồng, có diện tích là 13,60m², có thể để vừa vặn một chiếc giường. Bên cạnh đó thì trong phòng ngủ này còn được bố trí một phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh riêng để thuận tiện cho việc sinh hoạt của mẹ chú Đồng. Hơn nữa thì chúng tôi cũng đã bố trí hệ thống cửa sổ hệ nhôm kính sinh pha để có thể đón nắng gió vào bên trong ngôi nhà, tạo nên sự thông thoáng cho căn phòng. Chúng ta cùng sang phòng ngủ tiếp theo ạ. Ngay đối diện là phòng ngủ của con gái chú Đồng, có diện tích là 11,28m². Phòng ngủ này có thể đặt vừa vặn một chiếc giường, một chiếc tủ đựng quần áo, một chiếc gương và một kệ đựng đồ. Phòng ngủ này cũng được chúng tôi bố trí thêm hệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tạo thêm sự thông thoáng cho không gian phòng ngủ của con gái chú Đồng. Ngay bên cạnh đây là phòng tắm và vệ sinh chung. Phòng tắm và vệ sinh chung này nền được lát gạch chống trơn trượt, còn trần được làm từ thạch cao chống ẩm. Sang phía bên phải của ngôi nhà, đây là phòng ngủ của con trai chú Đồng, có diện tích là 11,28m², đáp ứng đầy đủ các vật dụng tiện nghi như là bàn học này, giường ngủ này. Căn phòng này cũng được chúng tôi bố trí hệ thống cửa sổ nhìn ra phía sau của ngôi nhà, vô cùng mát mẻ ạ. Tiếp theo hãy cùng tôi tiến tới phòng ngủ cuối cùng trong ngôi nhà này. Đây cũng chính là phòng ngủ của vợ chồng chú Đồng. Sắp xếp vừa vặn được một chiếc tủ đựng quần áo, một chiếc giường rộng rãi và hệ thống cửa sổ nhìn ra thẳng không gian chính ở bên ngoài. Có thể thấy là vô cùng thoáng đãng ạ và làm cho không gian phòng trở nên tươi sáng hơn. Bây giờ thì mời quý vị tham quan phòng bếp của ngôi nhà. Chúng ta có thể thấy phòng bếp có diện tích khá là rộng rãi, có diện tích là 22,64m². Đây là kệ bếp và bố trí một kệ tủ, một chiếc máy lọc nước và một chiếc tủ lạnh. Chỗ này có thể đặt vừa vặn một bộ bàn ghế ăn để phục vụ cho nhu cầu dùng bữa của gia đình chú Đồng. Đi sâu hơn nữa, đây chính là cửa mở ra sân sau của ngôi nhà này. View của sân sau có thể nhìn thẳng ra cánh đồng, vô cùng mát mẻ ạ. Sân sau này cũng được gia đình chú Đồng bố trí để giặt giũ và phơi đồ. Bên cạnh đó thì Kisato đã bố trí cho tổng thể ngôi nhà này hệ thống cửa sổ sinh pha cao cấp với khung nhôm bền bỉ, kính cường lực trong suốt. Các căn phòng đều sẽ đón được nắng gió tự nhiên. Đây là một giải pháp vô cùng hiệu quả để gia chủ có thể tiết kiệm điện. Vừa rồi là những thông tin thú vị mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn về mẫu nhà vườn mái Nhật.
Nếu quý vị cũng đang quan tâm tới mẫu nhà này hay có nhu cầu tư vấn thì hãy nhấc máy lên và gọi điện ngay cho chúng tôi. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một mẫu nhà đẹp nào của Kisato nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video nhà đẹp tiếp theo.